mà còn trắng da thì có tin được không? Sữa tắm Hatomori ý vị xuất xứ từ Nhật, rất là sạch làn da của chị. Kể cả chị nào mình hay dùng body lotion hoặc là dùng kem trộn tắm những dòng khác không ra thì dùng cho em sữa tắm ý vị này đi, rất là sạch. Ngay lần đầu tiên thôi các chị sẽ thấy bất ngờ cho xem. Hai công dụng là làm sạch mà còn hỗ trợ giúp là dưỡng ấm, dưỡng trắng sáng cho làn da của chị. Sữa tắm Hatomori ý vị này phù hợp cho tất cả mọi loại da, cho cả da nhạy cảm hoặc là da đang cần cải thiện sắc tố da. Với bản thành phần quá tuyệt vời gồm hạt ý vị sẽ giàu các chất axit béo, vitamin E, vitamin B1 và B12. Những thành phần này sẽ giúp là loại bỏ đi tế bào chết trên da, loại bỏ đi các tế bào bị sừng hóa, giảm cái tình trạng đốm nâu, hâm sạm trên làn da của chị, giúp là da mình trở nên mịn màng hơn, trắng sáng rạng rỡ hơn. Thứ hai là sẽ gồm axit lauric. Thành phần axit lauric này sẽ giúp là ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn trên da của các chị ha, giúp là bảo vệ da khỏi tác động từ nguyên nhân bên ngoài. Cuối cùng là myritic acid, thành phần này sẽ giúp là giảm tình trạng tiết dầu nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông body của các chị. Đã tắm xong em này làm thông thoáng da nè, giúp da mình nó được thoải mái hơn và không bị bết rứt trên làn da. Tuy nhiên em này có một nhược điểm nho nhỏ các chị ạ, là không lưu hương quá nhiều. Sữa tắm ý vị Hatomori này đạt mức 8, nồng độ pH mức 8 là nồng độ pH cho phép trên làn da body của các chị, giúp làm sạch đi bụi bẩn, sạch đi bã nhờn và sạch những cái lớp da chết trên làn da của các chị. Yên tâm sử dụng nha, mời cả nhà bỏ vào giỏ hàng.